Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương nâng cấp hệ thống nhà chờ xe buýt. Sở Giao thông Vận tải ra quân giải tỏa hành lang an toàn đường bộ. Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021 mới đây đưa ra một số quyết nghị quan trọng. Trong đó có quyết nghị dự án nâng cấp hệ thống nhà chờ xe buýt trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Thực hiện đề án nâng cao chất lượng xe buýt giai đoạn 2020-2024 tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 đã chính thức thông qua dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống nhà chờ xe buýt. Trước mắt trên địa bàn thành phố sẽ bố trí thay thế 31 nhà chờ xe buýt mới. Dự án được triển khai sẽ góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút ngày càng nhiều người tham gia giao thông bằng phương tiện vận tải khách công cộng. Thực hiện yêu cầu của Cục Đăng kiểm Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm định, từ đầu năm đến nay, các trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới Thanh Hóa đã trang bị hệ thống camera giám sát chặt chẽ, siết chặt các khâu kiểm định phương tiện. Kết quả 9 tháng năm 2020, các trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới trên địa bàn tỉnh đã kiểm định cho trên 64.395 lượt phương tiện. Trong đó có 59.981 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn, đạt 93%, còn 4.414 lượt phương tiện không đạt đăng kiểm lần đầu. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện văn bản số 4451 của Tổng cục Đường bộ về lập lại trật tự quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên các quốc lộ, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa và Ủy ban nhân dân các huyện có quốc lộ đang phối hợp huy động lực lượng ra quân xử lý, giải tỏa vi phạm công trình, biển quảng cáo lấn chiếm, đặt trong phạm vi đất của đường bộ, từng bước chấn chỉnh, lập lại trật tự hành lang giao thông. Dọc trên quốc lộ 47, đoạn qua huyện Triệu Sơn đang có tới 152 trường hợp đặt biển quảng cáo, pano áp phích, trồng cây, xây dựng bán bình, mái tre trong phạm vi đất của đường bộ, làm che khuất tầm nhìn và tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Thực hiện văn bản số 4451 của Tổng cục Đường bộ về lập lại trật tự quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên các quốc lộ, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn huy động lực lượng thanh tra giao thông, công an và đơn vị quản lý đường bộ cùng các máy móc phương tiện tiến hành ra quân tuyên truyền, vận động kết hợp cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm nằm trong phạm vi đất của đường bộ. Mục tiêu của ra quân lần này là sẽ lập lại trật tự hành lang đường bộ một cách tương đối là toàn diện và xử lý triệt để tất cả các hộ dân, trường hợp hộ dân nào rồi là tổ chức kinh doanh nào mà cố tình mà không tự giác tháo dỡ thì sẽ kiên quyết là sẽ xử lý. Song song với việc huy động lực lượng ra quân giải tỏa vi phạm kết cấu công trình đường bộ trên quốc lộ 47 đoạn qua huyện Triệu Sơn, Sở Giao thông Vận tải đã thành lập thêm 3 đoàn công tác phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Thọ Xuân, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Quan Hóa, Quan Sơn tiến hành giải tỏa, xử lý vi phạm về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến quốc lộ do sở quản lý. Để duy trì kết quả, tránh tình trạng tái lấn chiếm, xây dựng công trình, đặt biển quảng cáo, đợt ra quân giải tỏa lần này, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện có quốc lộ tăng cường vai trò trách nhiệm của chính quyền cơ sở, thực hiện giám sát quản lý hành lang giao thông, giải quyết dứt điểm vi phạm ngay từ ban đầu. Hôm nay phối hợp với Sở Giao thông Vận tải cũng như đơn vị quản lý đường bộ, giải tỏa này cũng là cái cơ sở để các xã quản lý và duy trì cái việc này và giao trực tiếp cho chủ tịch, cho ban nhân dân các xã và phải chịu trách nhiệm trong cái việc duy trì. Ủy ban nhân xã sẽ tiếp tục bố trí có các lực lượng ra để xác định lại cái chỉ giới từ tiêm đường vào của các hộ dân và sẽ đánh mốc sơn, trong đó là bàn giao cam kết nếu các hộ tái lấn chiếm thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết, đợt ra quân giải tỏa vi phạm hành lang, kết cấu công trình đường bộ trên các quốc lộ sẽ kéo dài đến ngày 2 tháng 10. Hy vọng với đợt ra quân, giải tỏa vi phạm, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông lần này sẽ góp phần chuyển biến, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức cá nhân ở cơ sở trong việc quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, qua đó từng bước lập lại trật tự hành lang giao thông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn Giao thông 24 giờ. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.